Vâng, thì trong cái phần đầu đó, khi mà chúng ta đề cập tới cái vấn đề mà Nga mà cung cấp, chuẩn bị cung cấp MiG-35 là có loại máy bay rất là tối tân cho Việt Nam. Và trong khi đó Nga và Trung Cộng đang có những cái thế liên minh để đối đầu lại với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây phương. Và cái sự cung cấp của Nga cho Việt Nam nó cũng gây trở ngại, e ngại cho các quốc gia trong vùng, kể cả các quốc gia mà hiện giờ đang có những cái liên hệ với Việt Nam. Các anh nghĩ cái cuộc diễn đó nó như thế nào về cái sự cung cấp của Nga như vậy? Thưa anh, cái quan hệ giữa Trung Cộng với lại Nga đó thì chúng ta cũng đã từng đã thảo luận qua, và chúng ta cũng đã từng nói rằng là cái quan hệ này thực sự nó không phải là một quan hệ mà có tính chất là quan hệ chiến lược rồi mà thân hữu lâu dài. Tại vì từ trước đến giờ đó, Nga với Trung Cộng nó thường thường là cái quan hệ nó cũng không có được tốt đẹp gì mấy. Nhưng mà cái tình thế nó xoay trở, trong khi Nga đã đang bị dấn sâu vào cái cuộc chiến ở bên Ukraine, phải không ạ? Và cái kinh tế của Nga đang là hết sức khó khăn vì cái lệnh cấm vận của bên Mỹ và Âu Châu đó. Trung Cộng nhảy vô là cái lúc này mua dầu khí của Nga. Chúng ta cũng từng phân tích này, nó là một cái giai đoạn gọi là tạm thời, nghĩa là liên minh tạm thời chứ không thực tâm. Nhưng mà chúng ta biết rằng là bán vũ khí đó là một trong, ngoài cái chuyện mà dầu khí ra, bán vũ khí là một trong những cái nguồn lợi về kinh tế rất là lớn của Nga. Thành ra bất cứ quốc gia nào mà Nga mà muốn mua vũ khí của Nga là tất nhiên là Nga sẽ bán. Việt Nam nếu mà có tiền muốn mua là tất nhiên là Nga sẽ bán. Chứ nó không phải là vì cái chuyện mà Nga bây giờ đang muốn thân cận với Trung Cộng mà sẽ không bán vũ khí cho Việt Nam. Nga đã từng bán tàu lầm Kilo, cái loại mà tối tân nhất của Nga, rồi bán máy bay Sukhoi gì đó vào Nga. Rồi bây giờ nếu bán thêm là cái MiG-35 thì cũng không có gì là lạ, tại vì chúng ta đã biết cái quan hệ mà giữa Nga và Trung Cộng này nó không phải thực sự là một quan hệ mà chiến lược, mà nó đã thân cận gì thế gì. Nhưng mà khi mà Việt Nam mà có trang bị những cái vũ khí như vậy đó thì nó lại gây e ngại cho các quốc gia khác trong cái vùng, như là Mã Lai, Indonesia, hoặc họ e ngại khi mà các lực lượng của Việt Nam á, nó được tối tân hóa như vậy. Thì trong khi á, các cái quốc gia này cũng đang còn có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh tại Biển Đông, thì cái điều này đó nó có làm sự e ngại cho các quốc gia khác ở trong vùng khi mà cùng phối hợp với Việt Nam và nhìn thấy sự mà lớn mạnh của Việt Nam về quân sự khi mà cái sự hỗ trợ của Nga. À, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó có một cái điểm làm nên cái sự e ngại cho các quốc gia khác trong vùng khi mà Nga cung cấp những vũ khí tối tân cho Việt Nam. Và trong cái chính sách của Hoa Kỳ mới này đó thì theo đánh giá của các anh đó thì các quốc gia trong vùng họ đánh giá như thế nào về cái chiến lược mới này của Hoa Kỳ và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với các quốc gia trong vùng? Trước hết thì mời anh Hải. Theo cháu thì những nước trong vùng rất muốn cần cái sự có mặt của Mỹ trong vùng Biển Đông. Cái mặt khác nữa là theo cái phần mà Mỹ muốn dựng một cái liên minh trong những cái nước trong vùng xung quanh lân cận của Trung Quốc, thì những nước này cũng có một số lớn cũng vẫn còn làm ăn thương mại với Trung Quốc rất nhiều. Thì nó trong đó thì những nước này vẫn dè dặt và vẫn muốn giữ cái sự trao đổi thương mại với Trung Quốc nguyên vẹn. Nên cũng hơi dè dặt cái phần mà làm việc với Mỹ. Tuy tuy rất là muốn làm nhưng mà cũng có phần nào dè dặt và cũng không có dám lớn tiếng với Trung Cộng với những hành vi lấn biển, và cũng không có ra mặt nhiều trong những hành vi mà là liên trong liên sự liên kết với Mỹ. Và những lần những nước quốc gia này thật sự đang có một cuộc đua đua vũ trang. Sắm những cái dụng cụ vũ khí tối tân nhất, nhưng mà quân đội của vài nước đã phải lên tiếng trong những cái cuộc họp cấp lớn, thì thường là nhất là Singapore và Ấn Độ, đã hai nước đã cùng
ra trong diễn đàn, những diễn đàn đó đã nói là cái này là không phải là cuộc đua vũ trang, người ta đính chính như vậy, đây là cuộc hiện đại hóa cái quân sự của người ta chứ không phải là chạy đua vũ trang. Thì thật sự đó là cuộc đua vũ trang, nhưng người ta không muốn đánh đồng hoặc là báo động với Trung Cộng trong cái cuộc đua đó, thì người ta vẫn đính chính là nói là đây là một cuộc hiện đại hóa quân sự mà thôi. Vâng, thưa anh Giao, thì khi mà chúng ta thấy cái vấn đề mà đang biến động về vấn đề kinh tế của Trung Cộng đó, Trung Cộng từ trước người ta vẫn cho đây là một cái sự phát triển kinh kinh tế thần kỳ, và một số những nhà phân tích về kinh tế cho rằng là Trung Cộng sẽ vượt Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Và cái sự kiện đang xảy ra ngày hôm nay đó, thì trước hết những cái đánh giá của các nhà kinh tế có thể nó đã không được đúng, nó đã có trật. Và thứ hai nữa là nếu mà cái kinh tế của Trung Cộng hiện giờ đang gặp khủng hoảng như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chính sách của Trung Cộng tại Biển Đông hay không? Bởi vì khi mà kinh tế như vậy thì liệu có còn tiếp tục những cái hành động mà lấn chiếm như vậy nữa không? Trước khi trả lời câu hỏi anh thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước đó của anh đó, là Ảnh cái hưởng. ảnh hưởng đó của cái thái độ của các quốc gia trong vùng đó với cái chiến lược an ninh mới này của Mỹ đó. Thì chúng ta điểm lại đó, ba cái mục tiêu mà Mỹ nêu ra trong cái về an ninh biển đó, tức là bảo vệ tự do hàng hải, răn đe xung đột và các hành vi cưỡng bức, và cổ vũ cho việc tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Theo tôi nghĩ thì tất cả các nước NATO trong vùng Đông Nam Á đó, cả Nhật Bản lẫn Úc và Nam Á, tôi nghĩ nước nào cũng rất là thích ba cái mục tiêu này. Cái vấn đề ấy, nhưng mà nếu anh Hải mà có nói là có cái sự dè dặt đó, không phải là dè dặt rằng là họ không về cái chuyện là họ có tán thành ba cái mục tiêu này không, nhưng mà cái tôi nghĩ là nếu có dè dặt đi thì nó là cái dè dặt về cái thái độ của Mỹ trong cái việc thực thi ba cái mục tiêu này. Mỹ có đủ cương quyết khi cần để mà thực hiện ba cái mục tiêu này không? Chúng ta biết rằng là Mỹ đó nói như vậy, nhưng mà nó còn những cái vấn đề mà Mỹ có thể đánh giá là quan trọng hơn, mà trong cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Cộng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Giả thử như mà Trung Bộ có một số những nhượng bộ nào đó mà Mỹ thấy là có thể chấp nhận được, tạm chấp nhận được, thì cũng có thể rằng là cái việc thực thi ba cái mục tiêu này đó, nó cũng sẽ bớt không có quyết liệt lắm, phải thưa. Thành ra tôi nghĩ nếu có dè dặt các nước trong vùng đó là Nghi ngờ và nghi ngờ về cái thái độ của không? Hoa Kỳ trong cái việc thực hiện mục tiêu hơn là về cái mục tiêu, thưa anh. Vì tôi nghĩ rằng ba cái mục tiêu này đó các nước ở trong vùng đang rất là thích, là tại vì đó là chính là cái mà họ muốn: tự do hàng hải, không bị cưỡng bức và dùng luật pháp quốc tế để giải quyết các vấn đề. Tôi nghĩ là những ba cái mục tiêu này các nước trong vùng rất thích. Bây giờ trở lại cái vấn đề câu hỏi của anh về cái vấn đề kinh tế của Trung Quốc đó, thì thực ra đó các cái nhà phân tích về kinh tế trên thế giới đó, họ không có lầm cái chuyện này. Họ đã từng nói rằng là cái giai đoạn đầu của Trung Quốc đó, cái 30 năm đầu đó thực hiện cái kinh tế này đã rất là thành công, là tại vì Trung Quốc đang từ một cái nước lạc hậu mà tiến lên một cái nước mà có thu nhập trung bình, thì cái cách thức của Trung Quốc như vậy là đúng. Và họ đã và Liên Quốc Trung Quốc đã liên tiếp thành công với một cái mức phát triển rất là nhanh, thậm chí có khoảng 10 năm liền cái mức phát triển nó tới 10% luôn. Thế nhưng mà họ nói rằng là bây giờ đó Trung Quốc đã cái thu nhập bình quân bây giờ đã là 10.000 rồi một năm rồi, thì nó đã vào một cái gọi là cái mức trung bình rồi. Thì ở trong cái kinh tế nó có một cái nó gọi là cái bẫy sập mà và cái trung bình đó, thì người ta nói là hiện và Trung Quốc nếu không thay đổi cái chính sách về kinh tế đó thì sẽ rơi vào cái bẫy sập đó. Và họ nói rằng từ trước đến nay đó chỉ có ba nước là sau khi mà tiến lên cái mức thu nhập trung bình thì thoát vượt ra khỏi được cái mức cái bẫy sập này và tiến lên cái mức thu nhập cao, là Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Singapore. Chỉ có ba nước thôi. Và Trung Cộng hiện thời làm như có vẻ rằng là đang muốn rơi vào cái bẫy sập này, là tại vì họ không thấy có cái Thay thay đổi đổi gì về cái chính sách. Họ nói là khi mà mình đã lên tới mức đó thì phải thay đổi cái chính sách kia, không thể áp dụng cái chuyện mà họ đã làm từ từ 30 năm nay và tiếp tục cứ làm như vậy và hy vọng rằng là nó sẽ đi thoát ra khỏi được như vậy. Theo tôi nghĩ rằng là họ không có nhầm cái này, và làm như Trung Cộng có vẻ là muốn đang rơi vào cái bẫy sập đó và sẽ bị tắc ở chỗ đó. Còn cái vấn đề là nếu bây giờ họ đang gặp khó khăn kinh tế như vậy đó,
Thì về cái chính sách của ngoại giao như thế này đó, thì theo tôi nghĩ đó, chúng ta cũng đã nói nhiều lần rồi, khó khăn nội bộ càng khó khăn chừng nào thì họ lại càng phải cứng rắn về cái mặt ngoại giao, là tại vì đây là một cái cách để đánh lạc hướng cái người dân Trung Quốc, muốn người dân Trung Quốc chú trọng nhiều hơn về những cái căng thẳng như ở Biển Đông chẳng hạn, như ở Biển Hoa Đông hay là bất cứ cái gì mà nó có vẻ là nó làm căng thẳng, để người ta quên đi cái chuyện rằng là bây giờ kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta đã biết rằng là trong vòng 6 tuần lễ qua đó, cổ phiếu của Trung Quốc đã xuống tới 40% rồi, khoảng 40% rồi, và trong khi đó, 2 ngày vừa qua đó, cổ phiếu của Hoa Kỳ và Dow Jones lên rất là nhanh, một ngày thứ hôm qua đó là hôm kia là tới 600, lên 600 điểm, hôm vừa rồi lên được tới 200 mấy điểm. Thì Trung Quốc lại vẫn tiếp tục, cái cổ phiếu Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục đi xuống. Thì chúng ta cũng đã nói nhiều về cái chuyện này, là càng khó khăn nội bộ thì họ phải càng tìm cách làm sao để cho cái người dân quên đi cái chuyện khó khăn về về kinh tế và hướng tới cái chuyện rằng là căng thẳng về ngoại giao, về chẳng hạn như vấn đề Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng là cái thái độ của Trung Quốc đó, càng ngày nó vẫn sẽ càng cứng rắn lên, mình họ càng gặp khó khăn chừng nào họ càng cứng rắn chừng đó, thưa anh. Vâng, thì chúng ta còn nhớ là khi mà Liên Xô và Hoa Kỳ chạy đua vấn đề vũ trang, và Hoa Kỳ đã để đẩy Liên Xô chạy đua về vấn đề vũ trang tới sụp luôn, và vì kinh tế của Liên Xô không đủ sức, thành ra đã bị kiệt quệ. Thì thưa anh Hải, là trong cái chính sách của Hoa Kỳ hiện giờ đó, dù muốn dù không, chúng ta thấy rõ ràng là các quốc gia trong vùng đang chạy đua về vũ trang, và điều đó cũng sẽ phải thúc đẩy Trung Cộng tiếp tục chạy đua về vũ trang. Và một khi mà chạy đua về vũ trang mà Hoa Kỳ với Hoa Kỳ, thì liệu cái tái diễn một sự kiện giống như là Liên bang Xô Viết đã chạy đua với Hoa Kỳ về vũ trang trong cái thập niên 80 và đưa đến sụp đổ cả liên bang của Liên Xô và Trung Cộng, ở trong cái trạng thái này liệu có tái diễn một cái sự kiện như vậy không? Cháu theo cháu nghĩ thì rất có thể, cái khả năng rất cao. Giống như cháu đồng ý với chú Giao lúc nãy nói là cái tại vì cái sức yếu của giảm của kinh tế Trung Cộng, thì Trung Cộng sẽ muốn dấy lên cái lòng yêu nước của dân tộc thì sẽ lúc nào cũng phải hướng ngoại và sẽ trở thành cứng rắn hơn trong cái việc đối ngoại. Tại vì cái sự phát triển của Trung Cộng dù là phát triển rất là mạnh trong những năm qua, nhưng mà phát triển không đồng đều, cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo rất cao. Thì nếu mà khi mà kinh tế lụt lui và nhất là cái phần tử trung lưu đó, nó bắt đầu có một cái số kiến thức và đã quen cái lối sống mới, thì khi mà cái kinh tế thụt lùi thì sẽ có thể khả năng bị hỗn loạn trong trong quốc gia rất cao. Thì bởi vậy cháu nghĩ là thật sự có thể là Trung Cộng sẽ mạnh mẽ hơn trong cái việc đối ngoại để dấy lên cái lòng yêu tổ quốc của Trung Cộng mà quên đi cái khó nhập trong trong quốc gia. Thì thật sự hiện tại thì cái chi phí của Trung Cộng với cho về với quân sự thì rất là cao, và có thể đến một giai đoạn nào đó thì cái nếu mà tùy theo cái mức độ giảm giảm tốc độ của kinh tế của Mỹ của Trung Cộng, thì có thể là vào lúc đó thì Trung Cộng mới thối lui. Đó, lúc đó là có thể nói là bị buộc thối lui chứ không phải là do Trung Cộng cái dự án trước. Theo cháu nghĩ như vậy. Theo tôi đó, thì so sánh giữa cái Trung Cộng với lại Nga đó, thì nó cũng không có được chính xác lắm. Chúng ta biết rằng là trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh đó, thì mình thấy Liên Xô mạnh. Thực ra Liên Xô chỉ mạnh về sức mạnh quân sự thôi. Kinh tế của Liên Xô chưa bao giờ mạnh cả. Liên Xô đó không phải là một cường quốc về kinh tế ở trong cái thời gian đó. Chúng ta biết hồi đó Liên Xô và các khối xã hội chủ nghĩa đó là theo cái kinh tế tập trung. Đâu có hàng hóa của Liên Xô, đâu có bán khắp thế giới như bây giờ như là Trung Cộng đâu. Thành ra kinh tế của Liên Xô, nền kinh tế của Liên Xô ở thời gian đó đó là nó không phải như là cái kinh tế của Trung Cộng bây giờ.
kinh tế của Trung Cộng bây giờ thiệt sự là mạnh đó. Cái đã là cường quốc thứ hai về kinh tế trên thế giới rồi. Liên Xô từ ngày xưa còn thua rất là nhiều nước, cái kinh tế của Liên Xô. Chúng ta thử nghĩ coi, hồi đó Liên Xô bán hàng được cho ai? Ngoài những cái nước trong xã hội chủ nghĩa, Liên Xô có bán được một cái gì ra ngoài không? Trong khi Trung Cộng đã hiện thờ bán hàng khắp thế giới. Thì ra phải nói rằng là về cái vấn đề kinh tế đấy, thì Trung Cộng giàu hơn Liên Xô rất nhiều. Nhưng mà sở dĩ Liên Xô làm được là tại vì một cái nước độc tài, người dân có là phải ăn cháo đi nữa, hay là có phải là phải đi xếp hàng mua nhu yếu phẩm đi nữa, chính phủ vẫn cứ dùng tiền để mà phát triển quân sự, để là cho cái sức mạnh quân sự thôi, và đưa dẫn tới cái chuyện là bị kiệt quệ. Trung Cộng đó thì bây giờ tôi nghĩ rằng nó khác. Nếu mà họ phải chạy đua đó, thì tôi nghĩ rằng là họ có thể chạy đua không? Lâu hơn là Liên Xô rất là nhiều. Tại vì là kinh tế của họ bây giờ đó là nó mạnh hơn Liên Xô rất nhiều. Nếu họ vượt qua được cái thời kỳ khủng hoảng khó khăn này, nếu họ cải tổ kinh tế một cách kịp thời để cho không bị rớt vào cái bẫy sập và mắc kẹt ở đây, hiện thời họ đang bị mắc kẹt và cũng chưa, cho tới giờ này cũng chưa có dấu hiệu nữa là họ có thể thoát ra được. Nhưng mà nói rằng là họ sẽ bị kiệt quệ vì chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nếu có xảy ra nó cũng không có mau được như là đối với Liên Xô, thưa anh. Vâng, thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hỗn loạn của Trung Cộng hiện giờ, không phải chỉ về mặt kinh tế không thôi, mà kể cả cái nội bộ về chính trị, thì cái sự mà tập mà mình đang thu tóm quyền lực đó, đang thanh toán những cái đối thủ của ông ở trong như Giang Trạch Chân hoặc là Hồ Cẩm Đào và những tay chân của những cái nhân sự đó, thì chúng ta thấy rõ là Trung Cộng đang đứng ở trong một cái thế từ vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Và một khi những cái khó khăn như vậy đó, thì liệu nó có ảnh hưởng đến Việt Nam trong cái thời gian sắp tới đối với trong cái tình hình ở tại Biển Đông không? Đấy, xin chào, ngắn gọn. Cũng khó mà nói là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Chắc chắn là nó có sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đó thì có lẽ là chúng ta cũng phải chờ thêm một thời gian nữa, tại vì nó cũng còn tùy thuộc xem rằng là họ gỡ ra như thế nào. Và ngay cả cái chuyện là cái nội bộ của Việt Nam đó đang sắp sửa có những cái thay đổi rất là lớn về mặt chính trị ở Việt Nam, về cái tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam, thành ra nó cũng chưa biết là cái thổ, và cũng còn xem cái chuyện rằng là Việt Nam trong cái thời gian tới nó có ngả qua cái bên Tây Phương nhiều hơn nữa hay là không. Và có lẽ rằng là Trung Cộng họ sẽ điều chỉnh cái chính sách về Việt Nam của họ tùy theo, cũng còn tùy theo Việt Nam, thành ra nói sớm như vậy đó thì cũng khó. Nhưng mà chắc chắn là những cái biến động ở Trung Quốc này đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chính sách của họ về Việt Nam. Chẳng tại chúng ta biết rằng là kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, nó có rất là lớn chứ không phải là rất là lớn chứ không phải là nhỏ thôi. Thật sự đây bây giờ thì Việt Nam đang gặp rất khó khăn về mặt kinh tế khi mà cái nền kinh tế của Trung Cộng nó bị xuống như vậy. Và mặt khác chúng ta thấy rất rõ là tình hình Việt Nam trong thời gian tới nó có nhiều cái biến chuyển đặc biệt nữa. Khi mà nền kinh tế của Trung Cộng đi xuống như vậy, nó ảnh hưởng tới Việt Nam và nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề xã hội và vấn đề chính trị ở tại Việt Nam. Một cái đảng mà mới được thành hình ngày, mới được công bố ngày hôm nay ở trong nước, thì mình chưa biết cái đảng đó nó sẽ đi như thế nào. Đúng, nhưng mà rõ ràng là cái Lê Anh Hùng đó phải không ạ? Nguyễn Thanh Tùng gì đó phải không? Lê Thanh Tùng. Thì cái đó cũng là một cái hiện tượng, một cái sự nối lại ở trong cái xã hội mà chỉ có độc đảng, bây giờ thì thêm có một cái đảng khác nữa. Thì đó là những cái diễn tiến mà có lẽ trong cái thời gian tới, cái tuần tới khi mà chúng ta trở lại trong chương trình này, chúng ta sẽ xoáy về cái tình hình xã hội Việt Nam nó sẽ như thế nào trong cái thời gian sắp tới. Giờ hết giờ, xin hai anh gửi lời chào. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần tới. Xin kính chào.